các cô gái của đội tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch môn bóng đá nữ tại kỳ SEA Games 30 năm nay, bước vào loạt trận bán kết khi họ đã giành được chiến thắng với tỷ số đậm 6-0 trước Indonesia ở lượt trận cuối bảng A. Trước đó thì các cô gái Việt Nam đã có trận hòa một đều trước đội tuyển nữ Thái Lan. Và đây là đội hình ra sân của các cầu thủ Việt Nam. Trong khung thành là thủ môn áo số 14 Trần Thị Kim Thanh. Bộ tứ hậu vệ gồm có số 2 là Trần Thị Hồng Nhung, số 3 là Trương Thị Kiều, số 15 Phạm Thị Tươi, số 22 là Nguyễn Thị Xuyến. Hàng tiền vệ 4 người gồm có số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 11 là Thái Thị Thảo, số 16 Dương Thị Vân, số 23 Nguyễn Thị Bích Thùy. Hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công đó là tiền đạo áo số 9 đội trưởng Huỳnh Như và số 12 là Phạm Hải Yến. Đây là tổ các trọng tài chính, trọng tài biên và trọng tài kỹ thuật ở trong trận đấu này. Để tiện cho quý khán giả theo dõi, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đội hình ra sân của các cầu thủ đội chủ nhà Philippines. Trong khung thành là thủ môn áo số 1 đó là Palacios Ina. Bộ tứ hậu vệ gồm có số 2 là Lim Claire Isabel, số 5 là Long Moria, số 8 là Dolino Alesa, số 14 đó là Bernan Mia. Ba cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ gồm có Rodrigo Kathleen Camin, số 7, số 11 đó là Impelido Patrick Mia. Thủ quân số 12 đó là Castaneda Sara Isoben. Số ba cầu thủ chơi trên hàng công gồm có tiền đạo áo số 9 đó là Boden Sarina Isaben, số 10 tiền đạo Quezada Miriele và số 20 đó là Campo Cleden. Đây là bà Manedi Dimzon, huấn luyện viên trưởng của các cô gái Philippines. Trong khi đó, đối với đội tuyển Philippines, họ đã có trận hòa không đều trước Myanmar ở lượt trận mở màn. Sau đó họ có chiến thắng với tỷ số đậm 5-0 trước Malaysia để giành quyền vào chơi trận bán kết. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giữ lại toàn bộ đội hình trong trận ra quân giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan. Và như vậy, hiệp 1 trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines ở nội dung bóng đá nữ kỳ SEA Games 30 đã chính thức diễn ra. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì các cô gái áo đỏ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Đó là pha tắt bóng của Trần Thị Hồng Nhung. Bernan Mia sẽ là người thực hiện quả ném bóng biên cho các cầu thủ Philippines. Pha lượm bóng nhanh cho các cầu thủ áo đỏ. Đây là Nguyễn Thị Bích Thùy. Hồng Nhung. Đó là pha hóa giải đợt tấn công của Trần Thị Hồng Nhung. Chơi cao nhất trên hàng công của các cầu thủ Philippines trong trận đấu này đó là Boden Sarina Isaben. Trong khi đó thì huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn ra sân với sơ đồ chiến thuật quen thuộc, với việc tiền đạo áo số 12 đó là Phạm Hải Yến đá hộ công cho Huỳnh Như, cầu thủ áo số 9. Alisa. Tình huống thực hiện quả đá phạt nhanh của các cầu thủ Việt Nam.
đó là đường mở bóng hướng đến vị trí di chuyển của cầu thủ mang áo số 7, đó là Nguyễn Thị Tuyết Dung, ngôi sao trong thành phần đội tuyển Việt Nam. Phạm Thị Tươi, đây là Thái Thị Thảo. Tuyết Dung đang di chuyển. Các cầu thủ nữ Philippines đang thi đấu với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, nhưng trên sân Binan thì lúc này cũng đang có rất nhiều cổ động viên Việt Nam. Đây là tình huống lên bóng của các cầu thủ áo đỏ. Cơ hội dứt điểm không vào. Đó là tình huống đột phá của số 23 Nguyễn Thị Bích Thùy. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu tìm đến các cầu thủ Việt Nam. Đó là một pha làm tường rất hay của Quỳnh Như. Trong tình huống dứt điểm thì Bích Thùy đã quyết định thực hiện một cú sút vào góc xa khung thành. Tín hiệu cho thấy đây sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa cả hai đội. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Kể từ năm 2008 đến nay thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có 8 lần đối đầu với các cầu thủ Philippines và đều giành chiến thắng. Đây là cơ hội của các cầu thủ nữ Việt Nam. Sẽ có một quả đá phạt góc cho các cầu thủ áo đỏ. Vừa rồi là pha dứt điểm của thủ quân Huỳnh Như, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Người băng băng đội trưởng bên phía Philippines đó là tiền vệ Invalido Patrick Mia. Tuyết Dung như thường lệ sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Đường chuyền vào. Dứt điểm rất đáng tiếc, đó là một tình huống băng cắt của cầu thủ bên phía Việt Nam, đó là số 7 Tuyết Dung. Đang liên tục là những đợt tấn công của những nhà đương kim vô địch về phía khung thành của đội chủ nhà Philippines. Coi! Vừa rồi là một đường treo bóng vào của Bích Thùy. Lần gần nhất mà đội tuyển Việt Nam so tài cùng với đội tuyển Philippines đó là tại bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Thái Lan. Lúc đó thì Huỳnh Như và Tuyết Dung đã là những người ghi bàn giúp cho tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng ngược dòng 2-1. Và sau đó thì các cô gái của chúng ta đã trở thành nhà vô địch giải đấu. Lúc này thì Huỳnh Như và Hải Yến vẫn đang là hai người chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là pha đoạt bóng của Bích Thùy. Bích Thùy vẫn đang hoạt động rất năng nổ bên phía hành lang cánh phải. Ở trong sơ đồ 4-4-2 của đội tuyển nữ Việt Nam. Đã có pha phạm lỗi của Dolino Alessa. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Tiếp tục là một cơ hội nữa để các cô gái của chúng ta có bàn mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Thị Tuyết Dung sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Vị trí đá phạt ưa thích và đây rất có thể sẽ là tình huống mở tỷ số trong trận đấu. Có thể sẽ là một cú đá trực tiếp. Đã có rất nhiều cầu thủ Philippines lùi về trong tình huống này. Tuyết Dung. Đó là một cú dứt điểm trực diện, tuy nhiên đường bóng đã đi cao vọt xa khung thành của thủ môn Mina.
Nhưng đây rõ ràng đây là một thế trận thuận lợi cho các cô gái của chúng ta. Từ đầu trận đấu đến giờ thì những cơ hội nguy hiểm đều thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Mai Đức Chung chào đón sự quay trở lại rất quan trọng của trung vệ máu số 3, đó là Trương Thị Kiều, người đã ngồi ngoài trong chiến thắng 6-0 của Việt Nam trước Indonesia. Sự quay trở lại của Trương Thị Kiều là một tín hiệu không thể tốt hơn cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đó là một cú dứt điểm, không, đó là một đường treo bóng vào của Bích Thùy, người vẫn đang chơi rất hay ở bên phía hành lang cánh phải. Và bóng cho Tuyết Dung, vẫn đang là pha đi bóng của số 7 bên phía Việt Nam. Sau đó là tình huống đoạt bóng của các cô gái Philippines. Đây là pha phản công nhanh cho đội chủ nhà. Cho đến lúc này thì Poden Sarina Isabel vẫn đang là người chơi cao nhất trên hàng công của Philippines. Tuy nhiên cô đang tỏ ra khá đơn độc khi phần lớn đội hình của các cô gái áo trắng đang phải lùi về phần sân nhà để phòng ngự những đợt lên bóng của các cầu thủ Việt Nam. Đây là Phạm Hải Yến. Trọng tài vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục diễn ra. Bích Huy, Phạm Thị Tươi đang là những đợt triển khai bóng rất liền mạch của các cô gái Việt Nam. Philippines vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đoạt bóng từ những nhà đương kim vô địch. Đây là đường mở bóng hay của Bích Huy. Sẽ là quyền kiểm soát bóng biên cho thầy trò huấn luyện viên Đức Chung. Bernan Mia đã không theo kịp pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống va chạm giữa Phạm Hải Yến và hậu vệ bên phía Philippines. Bích Thùy, cú dứt điểm. Huỳnh Như, bóng vẫn đang thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Cũng cùng thời điểm này thì trên sân vận động Rizal Memorial sẽ diễn ra trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Myanmar. Sẽ có một quả đá phạt góc nữa cho các cầu thủ Việt Nam. Chuyền vào vừa rồi là hơi mạnh so với đà băng lên của Bích Thùy. Đó là tình huống đá phạt góc của Nguyễn Thị Tuyết Dung, chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2018. Ngày hôm nay thì cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển Philippines đều tung ra sân đội hình mạnh nhất. Đây là đội hình mà cả hai đã thi đấu ở trong trận mở màn. Với Philippines đó là trận hòa không đều trước các cầu thủ Myanmar. Còn trong khi đó, đối với tuyển Việt Nam đó là trận hòa một đều trước đội tuyển nữ Thái Lan. Ở trận đấu mở màn, trận hòa một đều trước Thái Lan thì Dương Thị Vân đã là người ghi bàn thắng cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Trong khi đó thì trong chiến thắng 6-0 của Việt Nam trước Indonesia, chứng kiến ba cầu thủ lập cú đúp đó là Tuyết Dung, đó là Nguyễn Thị Vạn và Quỳnh Như. Cũng không có gì khó khăn đối với thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Ở trận đấu trước Indonesia thì Trần Thị Kim Thanh đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung cho nghỉ và thay thế bằng thủ môn Khổng Thị Hằng. Ở trong trận đấu đó thì Hồng Mai Đức Chung cũng đã có đến 6 sự thay đổi người, với Khổng Thị Hằng, Vũ Thị Thúy, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn và Vũ Thị Nhung.
và các cầu thủ chủ lực đã có những khoảng thời gian để nghỉ ngơi chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch của mình tại môn bóng đá nữ SEA Games. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ Việt Nam. Dương Thị Vân đường dọc khe hướng đến đà di chuyển của Quỳnh Như. Rõ ràng vẫn đang là một thế trận rất áp đảo được các cầu thủ nữ của chúng ta tạo ra. Và điều mà tất cả đang mong chờ lúc này chính là bàn mở tỷ số của các cô gái áo đỏ. Đó là cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của tiền vệ Thái Thị Thảo. Lúc này thì đã có đến 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ghi bàn ở trong kỳ SEA Games năm nay. Vẫn còn. Tại bảng A thì sau trận hòa trong ngày ra quân giữa Myanmar và Philippines thì cả hai đều đã cùng có chiến thắng trước đội tuyển nữ Malaysia với tỷ số 5-0. Nhưng xét về chỉ số fair play thì tuyển Myanmar đã có ít thẻ vàng hơn các cầu thủ đội chủ nhà và họ trở thành đội dẫn đầu bảng A để tiến vào vòng bán kết. Nhanh của Phạm Thị Tươi. Đường chuyền vào cơ hội. Đó là cơ hội dành cho thủ quân Huỳnh Như. Huỳnh Như. Và đi bóng của Phạm Thị Tươi. Hồng Nhung. Chuyển Thị Kiều. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu có ý nghĩa rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đang có rất nhiều cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Piran để cổ vũ cho những cô gái áo đỏ. Đó luôn là điều mà người hâm mộ cũng như các cầu thủ luôn rất mong chờ ở những trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Sự cổ vũ đông đảo từ các khán đài. Huỳnh Như vẫn đang là quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ áo đỏ. Để là Huỳnh Như pha đi bóng rất khéo. Mở bóng cho Phạm Thị Tươi. Đó là một pha bắn ra kịp thời của bên phía Philippines. Lâm phút đầu tiên của trận đấu và lúc này bóng chủ yếu đang lăn bên phần sân của các cầu thủ nữ Philippines.
Đó là tình huống pha bóng bất cẩn của hàng thủ bên phía Philippines. Quyền kiểm soát bóng biên cho các cô gái áo đỏ. Mở bóng sang phía hành lang cánh trái. Đây là Nguyễn Thị Xuyến. Trọng tài xác định đó là quyền kiểm soát bóng biên cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Thái Thị Thảo. Ở kỳ SEA Games 29 trên đất Malaysia cách đây 2 năm thì khi đó bóng ở nội dung bóng đá nữ có 5 đội tham dự là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Malaysia. Lúc đó thì các cô gái của chúng ta đã lên ngôi vô địch theo thể thức thi đấu vòng tròn. Đây là cơ hội. Đó là cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Tuyết Dung. Ở môn bóng đá nữ kỳ SEA Games cách đây 2 năm thì 5 đội bóng đã đá vòng tròn tính điểm để chọn ra 3 đội giành huy chương. Khi đó thì đội tuyển nữ Việt Nam của huấn luyện viên Mai Đức Chung có cùng 10 điểm như là đội tuyển nữ Thái Lan, nhưng nhỉnh hơn về chỉ số bàn thắng thua 11 so với 9, và chúng ta là những người giành được huy chương vàng ở môn bóng đá nữ. Đó là chiếc huy chương vàng thứ 5 trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao khu vực, để sang bằng thành tích với Thái Lan. Và lúc này thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang hướng đến việc phá kỷ lục trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nữ kỳ các kỳ SEA Games. Nếu chúng ta bảo vệ thành công được chức vô địch với tấm huy chương vàng thứ 6. Tuyết Dung. Vẫn là pha đi bóng của số 7 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Trương Thị Kiều. Quỳnh Như. Quỳnh Như đã lùi về rất sâu để nhận bóng. Sẽ là người thực hiện quả ném biên trong tình huống này. Đó là một tình huống đẩy bóng hơi mạnh của số 12 bên phía Việt Nam. Đó là Phạm Hải Yến. Quỳnh Như. Dương Thị Vân. Hai cặp đấu tại bán kết môn bóng đá nữ kỳ SEA Games năm nay cũng là hai cặp đấu đã xuất hiện tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á cách đây vài tháng. Đó là khi đó thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng so tài cùng với Philippines, trong khi Thái Lan có trận đấu với Myanmar. Và Việt Nam cùng với Thái Lan đã là hai cái tên giành quyền vào chơi trận chung kết. Các cô gái của chúng ta có chiến thắng trước các cô gái của Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.
Vừa rồi là tình huống băng lên của thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Trước khi lên đường tham dự kỳ SEA Games tại Philippines thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có khoảng thời gian tập huấn tại Nhật Bản. Đây là Phạm Hải Yến. Hải Yến. Đang là một bầu không khí cổ vũ rất cuồng nhiệt trên khán đài tại Binan dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một điều rất có ý nghĩa đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chiều ngày hôm nay thì các chàng trai U22 Việt Nam đã có trận đấu rất thuyết phục trước U22 Thái Lan, trong thế bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 15 phút đầu tiên. Sau đó thì các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã ghi 2 bàn để trở thành đội đầu bảng giành quyền vào chơi vòng bán kết. Lúc này thì vô địch Sarina Isabel vẫn đang bị theo kèm rất sát bởi bộ đôi trung vệ, đó là Trương Thị Kiều và Phạm Thị Tươi bên phía Việt Nam. Hải Yến, đó là pha để mất bóng của tiền đạo áo số 12 bên phía Việt Nam. Đây là Bích Huy. Đường truyền vừa rồi hướng đến vị trí của Quỳnh Như đã bị hàng thủ của Philippines bắt bài. Một tình huống nguy hiểm cho các cầu thủ Việt Nam. Rất may mắn ở trong cú ra chân vừa rồi của Isabel thì bóng đã đi không chính xác. Vừa rồi thì thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã có một tình huống che chắn rất hợp lý. Đó là cơ hội đáng kể đầu tiên ở trong trận đấu này của các cầu thủ đội chủ nhà. Hôm nay thì hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cần phải chơi tập trung hơn nữa. Đây sẽ là quả đá phạt góc đầu tiên của các cầu thủ áo trắng trong trận đấu này. Người thực hiện đó là Kim Claire Elizabeth. Vẫn còn. Trong quả đá phạt góc vừa rồi thì chúng ta thấy được các cầu thủ nữ Việt Nam đã chơi không chiến rất hay. Đây là pha lên bóng nhanh của các cầu thủ Việt Nam, đây là Tuyết Dung. Rõ ràng thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đang là đội được đánh giá cao cho một chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận
sự phát triển của bóng đá nữ Philippines trong những năm trở lại đây. Thì thành phần đội tuyển của họ đang xuất hiện rất nhiều những cầu thủ gốc Philippines, và trận hòa không đều trước một đội bóng mạnh như Myanmar ở trận khai màn cũng cho thấy được sự phát triển trong thời gian gần đây của bóng đá nữ Philippines. Vừa rồi là cú dứt điểm của Thái Thị Thảo. Như số 9 Boden Sarina Isabel, tiền đạo giờ cao nhất trên hàng công của Philippines, có thể hình rất tốt, cao vượt trội. Rõ ràng với việc chỉ có một cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công thì Philippines đang không có quá nhiều lựa chọn trong những tình huống phản công nhanh của mình. Đây là một pha lên bóng của các cầu thủ áo trắng. Hồng Nhung đã có tình huống phá bóng thành công, và đây là lời đáp trả của các cô gái áo đỏ. Được truyền hướng đến vị trí của Quỳnh Như. Biết dùng. Đây là Phạm Hải Yến. Vừa rồi đã có tác động của hậu vệ bên phía Philippines dành cho tiền đạo áo số 12 bên phía tuyển nữ Việt Nam. Đây là Bích Huy. Vẫn còn. Bị truyền vào nhưng Quỳnh Như đã không kịp băng lên trong pha bóng vừa rồi. Đã có một cầu thủ nữ của Philippines bị đau trên sân. Đó là tình huống va chạm giữa hậu vệ cánh trái là Dolino, xin lỗi quý vị, đó là Bernandia với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy bên phía tuyển Việt Nam. Trận đấu đã bước sang phút 30 và lúc này đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang là người chiếm giữ thế trận trên sân. Tuy nhiên thì bàn thắng mở tỷ số vẫn đang chưa xuất hiện. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã là những người có được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong khi đó thì cơ hội đáng kể nhất của các cầu thủ nữ Philippines đó chính là tình huống thoát xuống của tiền đạo Boden Sarina Isabel. Đó là pha bóng mà thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã có pha cản phá thành công. Sẽ là một quả phát bóng lên cho các cầu thủ Philippines. Xác định bóng ra ngoài và đó sẽ là một tình huống kiểm soát bóng biên cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Quỳnh Như
trong những phút trở lại đây thì Quỳnh Như đã lùi về khu vực giữa sân để nhận bóng. Kiểm soát bóng quyền cho các cầu thủ áo đỏ. Quả ném phạt nhanh. Đây là Bích Thùy. Trận chung kết ở môn bóng đá nữ tại kỳ SEA Games năm nay sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 12 chủ nhật này. Trong khi đó thì trước đó thì lúc 15 giờ sẽ diễn ra trận tranh hạng 3. Đây là cơ hội cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Bích Thùy đường chuyền vào, cơ hội dứt điểm. Bóng đã trôi qua ba cầu thủ nữ Việt Nam trong pha căng ngang vừa rồi của Bích Thùy. Một chút nữa thôi thì chúng ta đã có bàn mở tỷ số. Số 23 Bích Thùy vẫn đang là người thi đấu nổi bật nhất trong đội hình của các cầu thủ nữ Việt Nam. Đó là pha cắt bóng của Trần Thị Hồng Nhung, kiểm soát bóng biên cho các cầu thủ nữ Philippines. Và cùng xem lại, đó là một đường chọc khe hay của đội trưởng Huỳnh Như. Sau đó thì Bích Thùy đã có một pha căng vào, nhưng pha căng ngang hợp lý, nhưng bóng đã trôi qua ba cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Và phát bóng lên của Bernan Mia. Khi đến với trận bán kết này thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có đến 6 ngày để chuẩn bị. Và đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay cũng là đội hình tối ưu nhất. Khi đội bóng đón chào sự quay trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều. Ở lịch sử môn bóng đá nữ tại các kỳ SEA Games thì lúc này Việt Nam và Thái Lan đang là hai đội bóng giàu thành tích nhất với cùng 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Xếp sau họ đó là đội tuyển Myanmar với 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Lúc này thì trên sân Rizal Memorial, trận đấu giữa tuyển nữ Thái Lan và tuyển nữ Myanmar, tỷ số cũng đang là không đều.
xét về thực lực thì đội tuyển nữ Myanmar được đánh giá cao hơn, có phần nhỉnh hơn so với đội tuyển nữ Thái Lan. Ở môn bóng đá nam thì với trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam thì đội tuyển U22 Thái Lan đã sớm dừng bước ngay từ vòng bảng tại giải đấu năm nay. Sẽ là một quả đá cố định cho các cầu thủ Philippines. Người thực hiện vẫn là số 2 Lim Claire Elizabeth. Đó là một đường treo bóng vào của các cầu thủ Philippines. Một lần nữa thì hàng thủ Việt Nam đang cho thấy sự vượt trội ở các tình huống tranh chấp bóng bổng, kể cả khi đối thủ của họ là những cô gái có thể hình vượt trội. Đó vẫn là những tình huống chọn vị trí, chọn điểm rơi hợp lý của các cầu thủ Việt Nam. Tình huống đoạt bóng của Trần Thị Hồng Nhung và phối hợp bên phía biên trái của các cầu thủ Việt Nam được chuyền vào rồi. Đó là pha tắt bóng thành công của Hồng Nhung, tiếp tục là quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Việt Nam. Kiểm soát bóng biên cho các cầu thủ áo đỏ. Lần gần nhất mà Việt Nam so tài cùng với Philippines ở khuôn khổ các kỳ SEA Games đó là ở kỳ SEA Games cách đây 2 năm tại Malaysia. Khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Philippines. Và để mất bóng của Phạm Hải Yến. Đây đã là phút thứ 40 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Một thế trận mà có lẽ chủ nhà Philippines là đội sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Là một quả đá cố định cho các cầu thủ Philippines và thực hiện vẫn là Lim Claire Elizabeth. Một bên cánh trái bên phía Philippines. Bóng vẫn còn. Rất hay, đó là tình huống phản đoán thành công của thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Pha đánh đầu không thực sự khó của các cầu thủ Philippines. Tuy nhiên đến lúc này thì đội chủ nhà đã có hai pha dứt điểm chính xác về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ những pha bóng cố định thì Philippines mới dâng cao đội hình trong từ những tình huống vừa rồi. Còn bình thường thì họ chỉ cấm mỗi mình trung phong Golden Sarina Isabel ở trên hàng công. Tài xác định bóng ra ngoài. Chúng ta cùng xem lại huống đá phạt cố định của các cầu thủ Philippines. Sau đó là một đường truyền vào và người có pha đánh đầu dứt điểm đó là Guajeda Miriele, thủ thi đấu bên phía hành lang cánh phải trên hàng công 3 người của Philippines.
phá bóng của trung vệ Long Moria sẽ tiếp tục có một quả đá phạt góc cho tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Bóng vẫn còn. Tuyết Dung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm. Tuy nhiên đó là một pha dứt điểm không thực sự chính xác. Và Tuyết Dung cũng đã không có được một thế đứng tốt trong pha ra chân vừa rồi, phút thứ 43 của trận đấu. Và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn thiếu những sự chính xác cần thiết ở trong những tình huống dứt điểm cuối cùng để có được bàn mở tỷ số trong trận đấu. Là Quỳnh Như mở bóng cho Tuyết Dung. Dứt điểm rất đáng tiếc, đó là và dứt điểm của Bích Thùy. Một cơ hội rất tốt để Việt Nam có bàn mở tỷ số. Lúc này thì số 23 Bích Thùy vẫn đang là người chơi nổi bật bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại và những điểm trực diện của số 23. Bóng đi xoáy và thủ thành Valasiotina cũng đã không thể ôm gọn bóng trong tình huống đầu tiên. Sẽ có 2 phút đá bù giờ ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Rất có thể tỷ số sẽ là không đều khi hai đội bước vào giờ nghỉ chính. Đây là Quezada Mirele, người đã có một tình huống dứt điểm về phía khung thành của tuyển nữ Việt Nam ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Quỳnh Như. Và để mất bóng của các thủ đội chủ nhà. Bích Thùy. Dương Thị Vân vẫn đang là các cầu thủ áo đỏ. Quỳnh Như. Quỳnh Như từ đầu trận đấu đến giờ đã lùi về rất sâu để triển khai bóng cùng với các đồng đội. Đây là Bích Thùy. Và để mất bóng với các cầu thủ Philippines. Isabel vẫn tỏ ra quá đơn độc ở trên hàng công của các cầu thủ nữ Philippines. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Việt Nam và Philippines
Là bán kết môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30 khép lại với tỷ số 0-0. Trong hiệp đấu đầu tiên thì những nhà đương kim vô địch đội tuyển Việt Nam đã là những người có được thế trận tốt hơn với những tình huống nguy hiểm. Nhưng bàn thắng mở tỷ số thì vẫn chưa đến với các cô gái áo đỏ. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Philippines cũng tạo ra được những tình huống rất đáng kể, đó là những cú dứt điểm của Sarina Isabel và Miri Elie. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2. Chưa đến với các cô gái áo đỏ. Và đây là sự thay đổi người đầu tiên ở trong hiệp đấu này của các cầu thủ nữ Việt Nam. Người được thay vào sân đó là tiền vệ máu số 18, đó là Nguyễn Thị Vân. Vừa rồi tiếp tục là một tình huống phán đoán và bắn ra chính xác của thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì Trần Thị Kim Thanh cũng đã có những tình huống giải nguy thành công cho đội tuyển Việt Nam với những tình huống cứu bóng trước các pha dứt điểm của Boden Isabel và Quezada Miriele bên phía Philippines. Trong pha bóng vừa rồi thì cả Isabel và Kim Thanh đều đã bị đào. Lúc này thì ở trận bán kết còn lại của giữa Thái Lan và Myanmar trên sân Rizal Memorial, tỷ số vẫn cũng đang là 0-0. Và đoạt bóng thành công của các cô gái áo đỏ, đây là Huỳnh Như truyền cho Tuyết Dung. Quả chồng biên bên phía làng cánh trái, đường căng ngang, cơ hội dứt điểm, không vào. Bóng vẫn còn cho các cầu thủ Việt Nam, thêm một cơ hội nữa. Đó là tình huống nguy hiểm đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai này. Vân cũng dứt điểm ngoài vòng cấm. Bóng đã chạm tay Dương Thị Vân ở trong tình huống vừa rồi. Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên thì tiền vệ áo số 23 Nguyễn Thị Bích Thùy là người chơi ấn tượng nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam với những tình huống phát xuống bên phía hành lang cánh phải. Đã có những sự điều chỉnh trong lối chơi của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Pha lên bóng của các cầu thủ áo đỏ, Quỳnh Như đang di chuyển. Tuyết Dung, đây là đội trưởng Quỳnh Như. Đường chuyền vào vừa rồi, bóng có vẻ như đã trúng tay trung vệ Longoria bên phía các cầu thủ Philippines. Đây là huấn luyện viên Maneli Dimson bên phía Philippines. Sẽ có một tình huống kiểm soát bóng biên cho các thủ nữ Việt Nam. Bỏ qua người thành công của Nguyễn Thị Xuyến. Tiếp tục là số 22 bên phía Việt Nam. Bóng vẫn còn.
Vân đã không thể chạm được bóng trong tình huống cuối vừa rồi. Tương tự như trong hiệp 1 thì những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai, thế trận vẫn đang thuộc về những nhà đương kim vô địch SEA Games. Tuy nhiên thì bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến với các cầu thủ áo đỏ của chúng ta. Nguyễn Duy Vân, Minh Thùy đường chuyền vào. Đây là Tuấn Dung. Bóng đã chạm tay trung phong Boden Sarina Isabel trong tình huống vừa rồi. Không như vậy là bóng trước đó đã chạm tay Trần Thị Hồng Nhung bên phía Việt Nam. Trần Thị Hồng Nhung là cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và đã cố định cho các cầu thủ Philippines. Đó là đường chuyền bóng hơi mạnh của số 2 Lim Claire Elizabeth. Hậu vệ cánh trái này ở trong hiệp đấu đầu tiên cũng là người thực hiện những tình huống cố định cho các cầu thủ Philippines. Đức Dung phản qua người thành công của số 7. Bóng cho Nguyễn Thị Xuyến. Nguyễn Thị Xuyến. Bóng áo đỏ vẫn đang vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng, đó là pha giật gót không thành công của thủ quân Huỳnh Như. Dương Thị Vân. Huỳnh Như mở bóng sang phía cánh phải. Lúc này thì đội tuyển nữ Philippines vẫn đang chủ động phòng ngự theo đội hình. Họ dàn hàng ngang tạo thành hai lớp rào chắn trước khung thành của thủ môn Palacios. Những diễn biến trong hiệp 1 rõ ràng cũng đã cho thấy được sự tiến bộ của bóng đá nữ Philippines. Trong lần giải đấu SEA Games được tổ chức trên quê nhà của họ. Trong lần gặp nhau gần nhất của tuyển Việt Nam và tuyển nữ Philippines tại bán kết bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á thì đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ có thể giành chiến thắng với cách biệt một bàn, tỷ số 2-1 trước các cầu thủ nữ Philippines. Rõ ràng đây là một đối thủ mà chúng ta không thể xem thường, dù lịch sử thi đấu vẫn đang ủng hộ các cầu thủ nữ Việt Nam.
Trong 9 trận đấu gần nhất mà cả hai đội gặp nhau thì chiến thắng đều luôn thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó có 8 trận đấu mà các cầu thủ nữ Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn thắng trở lên. Lúc này thì các cầu thủ áo đỏ vẫn đang có phần bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Philippines. Ta đã có những tình huống nguy hiểm, tuy nhiên thì ở những pha kết thúc, các cô gái Việt Nam vẫn chưa có được những tình huống thực sự chính xác. Đó là pha chuyền bóng của Isabel dành cho cầu thủ chạy cánh Lynn Claire Elizabeth. Mặc dù chỉ cấm mỗi một mình trung phong số 9 ở trên hàng công, nhưng Philippines vẫn cho thấy những sự nguy hiểm ở trong những đợt phản công nhanh cũng như là những tình huống bóng cố định. Gordon Sarina Isabel là cầu thủ có chiều cao rất ấn tượng bên phía đội hình của Philippines. Nguyễn Thị Xuyến. Chuyền bóng hướng đến vị trí của Quỳnh Như. Cơ hội cho các cầu thủ nữ Việt Nam được chuyền vào. Rất đáng tiếc, bóng một lần nữa lại trôi qua chân của các cầu thủ nữ Việt Nam. Cả Bích Thùy và Nguyễn Thị Vân đã có mặt trong vòng 16m50 trong tình huống căng ngang vừa rồi của thủ quân Quỳnh Như. Đang có rất đông khán giả có mặt tại sân vận động Vinan để theo dõi trận đấu này. Ta đang được xem một bầu không khí sôi động ở trên khán đài. Đây là các cổ động viên Việt Nam. Một điều vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa rất quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng vừa rồi, bóng đã chạm vào người của Đức Dung. Lúc này thì Đức Dung đã chơi bó sát vào vị trí trung tâm nơi hàng tiền đạo ba người của bên phía tuyển Việt Nam. Và Quỳnh Như, đang chủ động chơi dạt sang bên phía hành lang cánh trái. Đã có những sự điều chỉnh trong lối chơi của huấn luyện viên Mai Đức Dung. Lúc này thi đấu bên hành lang cánh phải của tuyển Việt Nam trên hàng công sẽ là cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Thị Vân. Ba cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ đó là Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Bích Thùy. Tình huống phá bóng của số 2 Trần Thị Hồng Nhung bên phía tuyển Việt Nam. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Hồng Nhung vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa ngòi nổ Boden Sarina Isabel bên phía các cầu thủ Philippines.
Đây là pha lên bóng nhanh của các cầu thủ nữ Việt Nam. Quỳnh Như đang di chuyển. Cơ hội đường chuyền vào, dứt điểm. Và đó là bàn mở tỷ số cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Người ghi bàn là tiền vệ Thái Thị Thảo. Điều mà các cổ động viên mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Sau 1 giờ thi đấu, bàn mở tỷ số cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Từ một tình huống lên bóng nhanh thì Dương Thị Vân đã có một tình huống xuống biên bên hành lang cánh phải và thực hiện đường căng vào. Quỳnh Như đã không để trả bóng trong tình huống trước đó, nhưng ở cú dứt điểm thứ hai thì Thái Thị Thảo đã mang về bàn mở tỷ số cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Sau rất nhiều nỗ lực tấn công thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Chúng ta cùng hy vọng đây sẽ là cú hích tinh thần lớn cho các cầu thủ nữ Việt Nam để hướng đến một trận thắng đậm trước Philippines. Bàn thắng mở tỷ số cùng với bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam trên sân Binan. Đó là điều rất quan trọng cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ Việt Nam khi chúng ta đang có một thế trận hoàn toàn vượt trội so với Philippines. Đó là tình huống việt vị của số 12 bên phía Philippines, đó là Castaneda Sara Isoben. Đó là bàn thắng đầu tiên ở kỳ SEA Games năm nay của tiền vệ Thái Thị Thảo. Như vậy là đã có đến 5 cầu thủ ghi bàn cho đến lúc này bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là Dương Thị Vân, đó là Tước Dung, Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như và bây giờ là Thái Thị Thảo. Vẫn đang là một nguồn cung cấp bàn thắng rất dồi dào bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Và niềm vui đã đến với các cổ động viên Việt Nam chiến binh sao vàng. Trong tình huống tranh chấp vừa rồi thì Dương Thị Vân đã bị đau và cô đang cần đến sự trợ giúp y tế. Đến lúc này thì thủ thành Trần Thị Kim Thanh vẫn đang chơi tốt trong khung thành của những nhà đương kim vô địch. Tuyết Dung. Kiểm soát bóng biên cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Và để mất bóng của Huỳnh Như. Trần Thị Kim Thanh vẫn đang chơi đây tập trung trong khung gỗ của đội tuyển nữ Việt Nam. Cũng bật lên rất cao để đẩy bóng vọt xa. Góc
cũng là cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trong hiệp 2 này của các đội chủ nhà Philippines. Lúc này thì họ phải buộc dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Và đấm bóng thành công của Kim Thành ở trong những tình huống cố định thì các cầu thủ Philippines cũng dâng lên rất cao với rất nhiều dây áo trắng ở trong khu vực 16m50. Họ có những cầu thủ với thể hình vượt trội để khai thác những tình huống không chiến, bị trèo bóng vào của các cầu thủ Philippines. Vẫn đang chơi rất hay là thủ thành Trần Thị Kim Thành. Lúc này trên sân Rizal Memorial, trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar, tỷ số vẫn đang là không đều. Kiều, cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ là người thực hiện quả đá cố định này. Được treo bóng vào. Quỳnh Như. Vừa rồi là một đường chuyền hướng đến vị trí của Nguyễn Thị Xuyến. Vẫn đang là các con gáo đỏ. Thủ dứt điểm của số 15 Phạm Thị Tươi, một pha lên tham gia tấn công của trung vệ bên phía Việt Nam. Chúng ta vẫn đang được chứng kiến một bầu không khí rất sôi động trên khán đài sân vận động Pinan được tạo ra bởi các cổ động viên Việt Nam. Đây có lẽ sẽ là một trong những trận đấu tại kỳ SEA Games năm nay mà các cô gái áo đỏ của chúng ta sẽ không thể nào quên sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà. Này thì Dương Thị Vân đang bị đau và cần đến sự trợ giúp y tế. Đây rõ ràng là một điều mà chúng ta đang không hề mong muốn. Trước đó thì ở trận đấu mở màn, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã nhận một ca chấn thương, đó là của trung vệ Dương Thị Kiều. Sau đó cô đã quay trở lại trong trận đấu ngày hôm nay. Ta cùng hy vọng đó sẽ không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng dành cho tiền vệ áo số 16, đó là Dương Thị Vân. Trên băng ghế dự bị thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng còn một sự lựa chọn nơi hàng tiền vệ, đó là Nguyễn Thị Liễu, người đã vào sân, người đã có mặt trong đội hình xuất phát trận đấu với Indonesia lượt trận thứ hai vòng bảng. Cùng với đó là số 25 Trần Thị Phương Thảo, cũng là một sự lựa chọn trong trường hợp mà Dương Thị Vân không thể quay trở lại. Đây sẽ là một quả phát bóng lên cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Chạy áp sát rất nhanh của số 10 Quezada Miriele bên phía các cầu thủ Philippines. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì Miriele cũng đã có một tình huống dứt điểm về phía khung thành của Kim Thành từ một quả đá phạt cố định.
of Vietnam. Player number 16, và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có thêm một sự thay đổi người nữa. Cầu thủ số 8 được tung vào sân đó là Nguyễn Thị Liễu vào thay cho số 16 Dương Thị Vân, cầu thủ vừa bị đau và phải cần đến sự trợ giúp y tế. Liễu là cầu thủ đã có mặt trong đội hình xuất phát trong chiến thắng 6-0 của Việt Nam trước Indonesia ở lượt trận cuối vòng bảng. Đây đã là sự thay đổi người thứ hai và điều diễn ra ở trong hiệp 2 của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Pha lên bóng của các cầu thủ đội chủ nhà được chuyển vào. Đã có một tình huống đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài đã cất còi. Trước đó thì các cầu thủ nữ Philippines đã phạm lỗi trong pha tranh chấp bóng. Bản thân của Cambo Gleden cũng đã việt vị trong pha bóng vừa rồi. Nhưng tiếp tục đang có một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam nằm sân. Đó là Nguyễn Thị Bích Thùy. Rõ ràng là những hình ảnh mà khiến các cổ động viên của bóng đá Việt Nam đang cảm thấy vô cùng lo lắng khi chúng ta đang gặp các chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Như vậy đó là tình huống chấn thương của số 2 Trần Thị Hồng Nhung. Trước đó thì đội tuyển Việt Nam cũng đã dính một ca chấn thương của tiền vệ Dương Thị Vân. Đây đang rõ ràng là những thông tin có phần bất lợi cho thầy trò huấn luyện Mai Đức Chung trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games 30 năm nay. Kể cả khi lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía các cầu thủ nữ Việt Nam thì rõ ràng trận bán kết này vẫn đang diễn ra hết sức giằng co giữa cả hai đội. Bóng đá nữ Philippines đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của họ, đặc biệt là khi được thi đấu ở
trên sân nhà. Ta đang có rất nhiều các cầu thủ nữ gặp những vấn đề sau những tình huống bóng. Kim Xuyến đã bị đào trong pha lùi về phòng nữ này. Đội ngũ y tế của đội tuyển nữ Việt Nam đang phải làm việc rất nhiều ở trong hiệp đấu thứ hai này. Đó có vẻ là một tình huống căng cơ của Nguyễn Thị Xuyến, và đây là sự thay đổi người đầu tiên bên phía các cầu thủ Philippines khi cầu thủ áo số 19 được tung vào sân, và rút ra là cầu thủ áo số 7 người được tung vào sân. Đó là Eva Mararan. Và người được thay ra đó chính là tiền vệ Rodriguez Kathleen Camin, người đã chơi không thực sự nổi bật ở trong đội hình các cầu thủ Philippines từ đầu trận đấu đến giờ. Những lúc này điều mà các cổ động viên bóng đá Việt Nam đang lo lắng chính là những ca chấn thương của các cầu thủ trụ cột. Là pha phòng ngự của trung vệ Trương Thị Kiều, người trước đó cũng đã dính chấn thương ở trong trận đấu mở màn giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo quan sát của chúng tôi thì bóng không chạm tay của Nguyễn Thị Vân ở trong tình huống vừa rồi. Đây là Thái Thị Thảo. Phút thứ 77 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Tuyết Dung, cơ hội. Dứt điểm vừa rồi là hơi yếu và không đủ làm khó được thủ thành Balasetina bên phía các thủ Philippines. Tình huống chấn thương của các cầu thủ vừa rồi đã làm giảm đi đáng kể nhịp độ tấn công của các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Mở bóng sang phía hàng cánh trái, nhưng đó đã là pha phòng ngự kịp thời của Trần Thị Hồng Nhung. Số 19 Eva Mararan vào sân sẽ tăng thêm rất nhiều sức mạnh cho các đợt tấn công bên hành lang cánh phải của Philippines. Rõ ràng lúc này thì Philippines đang chủ động triển khai nhiều hơn những đợt lên bóng. Chúng ta đang tiếp tục được nhìn thấy những hình ảnh mà các cầu thủ nữ Việt Nam phải nằm sân. Rõ ràng đây là một trận đấu rất khó khăn với các cầu thủ nữ của chúng ta. Tiếp tục là một tình huống bị căng cơ đùi nữa của các cầu thủ Việt Nam. Có được bàn mở tỷ số và việc bảo vệ thành quả cũng đang là một nhiệm vụ không kém phần gian nan.
việc mà Đức Chung đã sử dụng hai quyền thay người. Ở trong hiệp đấu thứ hai này, đó là hai tiền vệ Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Liễu. Chu Thị Kiều. Sẽ có một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Philippines. Chúng ta đang được đến với những giây phút rất căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Philippines tại bán kết môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30. Khi lúc này thì huấn luyện viên Manely Dimson đã yêu cầu các học trò phải chơi tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ nữ Philippines. Đây là Bernan Mia đường chuyền vào. Thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã có pha băng ra trong tình huống vừa rồi. Rất may mắn là cú dứt điểm của Long Moria bóng lại đi thiếu chính xác. Đó là một pha đánh đầu bóng chạm đất và bật cao ra phía sau khung thành. Giây phút rất căng thẳng với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và nó đúng với tính chất của một trận đấu bán kết. Trước đó thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã nhận xét là cả bốn đội bóng giành quyền vào bán kết họ đều cho thấy được chất lượng đội hình của mình và là những cái tên xứng đáng góp mặt vào chơi vòng đấu dành cho bốn đội bóng mạnh nhất. Và đội tuyển nữ Philippines cũng đang cho thấy sự tiến bộ của họ. Và để mất bóng của Eva Madaren. Lúc này thì chỉ còn mỗi Quỳnh Như là chơi cao nhất ở trên hàng công của các cầu thủ nữ Việt Nam. Lúc này thì trên sân vận động Rizal Memorial thì Thái Lan cũng đã có bàn mở tỷ số trước các cầu thủ Myanmar. Và đây là sự thay đổi người cuối cùng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cầu thủ được tung vào sân đó là hậu vệ Hoàng Thị Loan. Một quyết định hợp lý của ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam trong trường hợp mà đã có rất nhiều cầu thủ phòng ngự của chúng ta gặp những chấn thương. Và việc bảo vệ thành quả bàn thắng của Thái Thị Thảo đang là ưu tiên hàng đầu. Hậu vệ đã được thay vào sân. Nhưng khi các cầu thủ nữ Philippines chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn sang bằng tỷ số thì đó cũng sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện những pha lên bóng nhanh như trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số trước đó của Thái Thị Thảo. Đây là cơ hội cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Tuyết Dung ghi điểm và đó là 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Nguyễn Thị Tuyết Dung rất bất ngờ. Tấm vé vào chơi trận chung kết đang gần hơn với các cầu thủ nữ Việt Nam hơn bao giờ hết. Cách biệt đã được nâng lên thành 2-0 cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đó là điều mà chúng tôi đã nhắc đến. Những pha lên bóng nhanh của các cầu thủ nữ Việt Nam và có cơ hội đối mặt với thủ thành Falasius Ina thì ngôi sao của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung đã không bỏ qua cơ hội. Tình huống dứt điểm gọn gàng vào góc xa khung thành để nâng tỷ số lên 2-0. Đẳng cấp vẫn được những chiến binh sao vàng thể hiện. Kể cả khi đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp rất nhiều ca chấn thương và phải dùng đến quyền thay người thứ ba.
Đây là quyền thay đổi người thứ hai trong trận đấu của các cầu thủ Philippines. Người được tung vào sân đó là tiền vệ Charissa Lemoran vào thay cho tiền đạo đó là Campo Alisa Cleden. Một bàn thắng rất quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Và nếu không có gì bất ngờ thì trận chung kết của môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30 năm nay sẽ tái hiện lại trận chung kết ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 8 này, so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan, nơi các cô gái của chúng ta đã là những người giành chiến thắng để lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Đây là cơ hội cho các cầu thủ ở Philippines, tình huống đánh chặn thành công của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Thái Thị Thảo, tinh thần đang lên rất cao của cô gái áo đỏ. Bỏ bóng cho Hoàng Thị Loan. Nguyễn Thị Tuyết Dung, chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng bóng đá nữ Việt Nam năm 2018, đã là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu dành cho cầu thủ vào sân thay người Hoàng Thị Loan. Nhưng đó là một tình huống truy cản cần thiết đối với hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Thời gian thi đấu chính thức đã bước sang phút thứ 87 và lúc này thì Việt Nam đang tạo được cách biệt an toàn với tỷ số 2-0 trước Philippines. Thêm vào đó thì đội chủ nhà cũng đã không có được những tình huống triển khai bóng đáng kể vào khung thành của thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Phát bóng biên cho các cầu thủ Philippines. Thành Trần Thị Kim Thanh đã bị đào trong pha bắn ra vừa rồi. Đã có rất nhiều tuyển thủ Việt Nam bị đào ở trong những phút của hiệp thi đấu thứ hai này, và đó là một điều mà khiến cho các cổ động viên chúng ta cảm thấy lo lắng để hướng đến trận chung kết sẽ diễn ra vào chủ nhật này. Thời gian của trận đấu thì Trần Thị Kim Thanh đã chơi rất hay ở trong khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam, ở những tình huống băng ra đầy quyết đoán. Quả này bóng biên cho cầu thủ Philippines. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Trần Thị Hồng Nhung đã làm rất tốt nhiệm vụ theo kèm trung phong Boden Sarina Isabel bên phía Philippines. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ đội chủ nhà. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ hai chỉ còn lại chưa đầy một phút nữa, và tấm vé dự trận chung kết đang tiến rất gần đến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây sẽ là lần thứ 9 trong lịch sử mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào chơi trận
chung kết tại một kỳ SEA Games, và chúng ta đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nữ của kỳ đại hội khu vực. Lúc này thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đang là hai đội giàu thành tích nhất với cùng 5 tấm huy chương vàng. Với rất nhiều tình huống phải tạm dừng trận đấu vì các ca chấn thương, sẽ có đến 5 phút đá bù giờ trong hiệp đấu thứ hai này. Vào chủ nhật này, ngày 8 tháng 12, thì các trận đấu chung kết và trận tranh huy chương đồng sẽ được diễn ra. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam. Trong khi đó thì vào lúc 15 giờ sẽ là trận tranh huy chương đồng. Và trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến quý khán giả qua các chương trình tương thuộc trực tiếp trên các kênh sóng và các hạ tầng của HTV. Đó là pha xử lý bóng an toàn của Phạm Thị Tươi. Chúng ta không có gì phải vội, cách biệt lúc này đó là hai bàn thắng. Và điều quan trọng nhất đối với các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là hạn chế đi những tình huống, những chấn thương không cần thiết. Chúng ta đã nhận cả chấn thương của Dương Thị Vân trước đó. Và sau đó cũng buộc phải thay cầu thủ chạy cánh, đó là Nguyễn Thị Xuyến. Đây là tình huống kiểm soát bóng cho các cầu thủ Việt Nam. Nguyễn Thị Vân, Huỳnh Như, đường mở bóng của Nguyễn Thị Vân. Đó là nỗ lực truyền vào của Nguyễn Thị Bích Thùy, cầu thủ đã chơi rất năng nổ trong hiệp đấu đầu tiên. Bên phía hành lang cánh phải, đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ còn hơn 2 phút ở trong trận đấu này. Lúc này thì trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Myanmar, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Thái Lan. Cơ hội cho các cầu thủ nữ Việt Nam, đây là Quỳnh Như, vẫn đang là thủ quân của tuyển Việt Nam. Sẽ có một tình huống phát bóng lên cho các cầu thủ Philippines. Phút bù giờ thứ 3 so với hiệp thi đấu đầu tiên thì đã không có quá nhiều tình huống lên bóng đáng kể nào được tạo ra bởi các cầu thủ nữ chủ nhà. Bàn thắng vinh dự dành cho các cổ động viên nhà đang là điều mà đội tuyển nữ Philippines hướng đến. Đây sẽ là lần thứ 9 mà đội bóng đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước các cầu thủ Philippines. Nếu trận đấu khép lại với tỷ số 2-0. Quay trở lại sau chấn thương thì Trương Thị Kiều
vẫn đang là hòn đá tảng nơi hàng thủ của các cầu thủ nữ Việt Nam. Những điểm ngoài vòng cấm của số 10 bên phía Philippines, đó cũng rất có thể là pha dứt điểm. Tình huống đáng chú ý cuối cùng của đội chủ nhà đó là pha dứt điểm của số 12 Castaneda Sara Isoben. Và pha bóc phát bóng lên này có thể là tình huống cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Nhưng tiếp tục là một hình ảnh các cầu thủ nữ Việt Nam đang gặp những chấn thương. Đó là Trần Thị Hồng Nhung, cầu thủ đã làm tốt nhiệm vụ hóa giải các ngòi nổ của Philippines trong trận đấu này. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Và như vậy, trận đấu bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines đã khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho những nhà đương kim vô địch. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi ở trong hiệp 2 nhờ công của cầu thủ áo số 11 Thái Thị Thảo và bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết. Và họ sẽ so tài cùng với đội tuyển Thái Lan, đội bóng đã có chiến thắng tối thiểu trước Myanmar ở trong trận bán kết còn lại. Một chiến thắng có phần khó khăn nhưng nó thể hiện được đẳng cấp, vị thế hàng đầu Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và chúng ta cùng đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam trong việc hướng đến là đội bóng giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nữ các kỳ SEA Games. Mục tiêu tấm huy chương vàng